Giờ cái mẫu LT anh em kia, tất cả mặt hàng đều bảo hành hết trơn anh em, từ 20 chặt hay bể nứt hay xì khót xì đồ đó lại nha anh em, anh em nào có nhu cầu alo nha. Quá đẹp anh em, này là tất cả LT. Mẫu này tất cả đều bảo hành 1 năm luôn rồi đó. Đây những mẫu này bảo hành 1 năm nè. Đây có đời turbo luôn. Mới giàu vậy là mình thấy thường rồi. Thì cũng khác như đây. Cũng khác 12 kW.